Anh là một diễn viên mà trên màn hình anh thường vào những vai phản diện, nhưng ở ngoài đời anh lại là người có trái tim rất nhân đức. Anh là người mà diễn như không diễn. Năm 2015, anh là nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất giải Ngôi Sao Xanh. Anh thường hoàn thành tất cả những vai diễn mà đạo diễn giao phó, dù là dạng vai nào đi chăng nữa. Liệu anh có phải là hóa thân của thần tiên hay là sứ giả đến từ địa ngục? Không ai biết chắc được, nhưng có thể khẳng định một điều, tất cả mọi người đều sẽ nhớ đến anh qua biệt danh Hải Bóng 7. Anh là ai? Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vivu Cùng Sao, chương trình được đồng hành bởi các nhà tài trợ Bánh Bảo Ngọc, Yến Xào Thọ An và Vlive. Bảo Ngọc ơi, nhớ mãi không quên vị thơm ngon trong bánh trung thu. Bánh trung thu Bảo Ngọc, trao trọn yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Vivu Cùng Sao. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui được chào đón nam diễn viên Mạnh Hưng. Xin chào anh ạ. Xin chào Hà Đan, xin chào khán giả của chương trình Vivu Cùng Sao. Rất vui là hôm nay Mạnh Hưng được đến đây tham gia chương trình và ngồi tâm sự với các bạn một chút xíu về nghề nghiệp cũng như cuộc sống của Hưng. Anh Hưng ơi, nhưng mà trong bối cảnh của chương trình, không gian rất là thoáng đãng này, có nắng, có gió và có rất nhiều cây xanh nữa, thì có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ khi mà tới hành trình Vivu Cùng Sao thì không chỉ dừng lại chia sẻ một tí được, mà có rất nhiều chuyện là họ không thể giữ được bí mật. Và ngày hôm nay thì anh Hưng có sẵn sàng để chia sẻ nhiều hơn một tí với các khán giả của Vivu Cùng Sao không ạ? Thì tâm sự nhiều tí cũng được, không sao cả. Nếu anh Hưng thấy không sao thì mời quý vị chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Anh Hưng ơi, được biết là trước đây khi còn là sinh viên ý, thì ban đầu anh Hưng đã không chọn trường sân khấu điện ảnh ngay đâu, mà anh đã từng là sinh viên của một trường khác trước khi vào sân khấu điện ảnh. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa đẩy anh đến với sự nghiệp diễn xuất ạ? Thì ngày xưa là khi mình học xong một cái trường là trường công nghệ thông tin về máy tính ý, thì khi đấy mình cảm thấy mình vẫn còn trẻ và mình muốn được đi học tiếp và mình muốn được đi ra ngoài thể hiện mình, được giao lưu với mọi người. Thế nên là cái trường Hưng lựa chọn là sân khấu điện ảnh. Và một cái điều nữa, à, khi mà chọn trường sân khấu điện ảnh đấy là nghĩ rằng vào đấy sau này mình sẽ nổi tiếng. Sau này mình sẽ thành diễn viên nổi tiếng, mọi người biết đến mình và đi ra đường ai cũng biết đến mình. Nó cũng là một cái suy nghĩ nó rất là ngây thơ thôi, nhưng mà nó là một cái động lực và nó là một cái mong muốn của mình, sau này mình sẽ được như thế. Và khi đấy mình thi vào trường sân khấu điện ảnh, mà thi vào ấy, thì cũng không phải là đỗ ngay đâu. Mà thi vào là năm 2006 là trượt mất một năm. Thế đến năm 2007 thì vẫn là mong muốn là mình sẽ được làm diễn viên, thế là lại thi tiếp năm nữa. Thì rất là may mắn là khi năm 2007 Hưng thi vào thì Hưng lại đỗ thì vào học. Thì thế trong trường học vui quá, thế là đến lúc mà ra trường rồi thì cứ theo nghề đến bây giờ thôi. Nhưng mà Hà Đan cũng rất là thắc mắc nhá. Không biết là tại cái thời điểm anh đã hoàn thành việc học tập tại trường công nghệ thông tin thì lúc đấy có một ai đó hoặc là có một cái hình ảnh nào đấy mà đột nhiên anh thấy thích, mà anh phải muốn hướng toàn bộ cái niềm đam mê của mình sang đấy không? Tại vì Hà Đan thấy là anh là một người rất kiên trì. Năm thứ nhất mình thi chưa đỗ, năm sau mình thi lại. Đấy là một cái niềm đam mê rất cháy bỏng, là một cái sự quyết tâm theo đuổi. Nhưng vậy tại sao anh không nghĩ đến việc là mong muốn mình sẽ nổi tiếng sớm hơn, mà lại đến tận thời điểm mà khi mà anh học xong nhiều năm trong trường công nghệ thông tin rồi anh mới nghĩ đến việc thi vào sân khấu điện ảnh ạ? Thì có một câu chuyện như thế này. Không phải là Hưng không thi ngay từ đầu, mà cái hồi cái ngày mà học xong phổ thông ấy, khi mà tốt nghiệp lớp 12 xong ấy, thì trường luôn bảo hỏi là các em là nộp hồ sơ thi trường nào. Thì ngay cái ngày đấy ấy, là Hưng đã làm hồ sơ để nộp vào thi vào trường sân khấu điện ảnh rồi. Tại vì trong lớp của Hưng có một bạn thì bạn là
mày thi diễn viên đi, tao tao thi đạo diễn. Thì bảo ừ thế tao mày cùng thi trường sân khấu điện ảnh. Thế là nhưng mà cái ngày đấy lại còn ở tỉnh, ở quê ấy, mà trong khi đấy là 3 năm học cấp 3 mình không có cái hoạt động văn nghệ văn gừng gì cả ở trường cả. Thế là nếu mà thi ở trường sân khấu điện ảnh ngại. Các bạn bảo, thằng này bị làm sao, mày chả có cái tài năng gì, chả có cái năng khiếu gì mà thi vào trường sân khấu điện ảnh. Thì làm hồ sơ xong rồi cầm đến cửa văn phòng giám hiệu rồi thì thấy các bạn vào nộp hồ sơ đông quá. Thế là ngại, chỉ sợ mang hồ sơ vào nộp thì các bạn hỏi thi trường gì đấy, và thi sân khấu điện ảnh thì các bạn cười chết. Thế là thôi cầm đến cửa rồi, thế là xong, nghĩ thế nào sợ quá lại quay về không nộp nữa. Thế đến lúc mà ra ngoài Hà Nội học ấy thì vẫn thích làm diễn viên. Thế đến lúc mà học xong trường công nghệ thông tin thì mới bảo là thôi bây giờ mình cũng ra đây được hơn 2 năm rồi thì cái cuộc sống này mình cũng quen rồi và mình cũng không còn kiểu ngại ngùng như trước kia nữa. Và đến lúc mà học xong, tốt nghiệp xong trường trường công nghệ thông tin thì làm hồ sơ thi vào trường công nghệ điện ảnh. Nhiều người can lắm. Hồi đấy nhiều người can lắm, mình cũng nghĩ cũng nản nhưng mà thôi kệ, mình thích thì mình cứ thi thôi, được thì được mà chả được thì thôi. Thì mình về mình đi làm cái nghề về máy tính. Nhưng mà rất may mắn là đến năm thứ 2 thì lại được. Năm thứ nhất thì đỗ trượt buồn lắm. Về buồn rười rượi luôn, buồn mất phải đến cả hàng tuần ấy. Thế sau đầu cũng được là mẹ bảo thôi, lúc đầu mẹ cũng không thích đâu nhưng mà về sau thì thấy con thích thì mẹ bảo thôi không được năm nay thì sang năm thi lại. Thế thôi ở nhà một năm, để một năm thì cũng tập luyện rồi cũng thế này thế kia, sang năm thi lại thì lại được. Quả thực là cái sự cố gắng của chúng ta thì sẽ luôn được đền đáp xứng đáng, phải không ạ? Và Hà Đan nghĩ rằng là cái sự cố gắng của anh không chỉ được đền đáp bằng kết quả thi ngày ấy, và đến tận bây giờ thì anh Hưng cũng đã sắm cho mình rất nhiều vai diễn ấn tượng, và mỗi vai thì ở những dạng vai khác nhau. Khán giả có thể nhìn thấy anh Hưng qua màn ảnh nhỏ với rất là nhiều những sắc thái, với rất nhiều số phận và với rất nhiều nét tính cách khác nhau nữa. Và anh có còn nhớ là cái vai diễn đầu tiên của anh khi mà anh được nhận là vai diễn như thế nào không? Và lúc mà anh hóa thân vào cái vai diễn đầu tiên đó thì anh đã gặp phải những khó khăn gì ạ? Vai diễn đầu tiên thì cái Hưng còn nhớ cái cảm giác đầu tiên đứng trước ống kính nó như thế nào luôn. Có nghĩa là khi mà thi trường sân khấu trượt rồi nhá, nhưng mà trong vòng khoảng một năm đấy thì nhờ có những cái mối quan hệ thì mình vẫn được đi làm quần chúng của những cái phim. Hưng đi làm phim là từ những cái vai quần chúng, có nghĩa là chỉ đứng chỉ đứng đấy thôi và không thoại câu nào, không có thoại luôn, không có thoại mà chỉ đứng đấy thôi cho đến khi mà làm quần chúng được thoại. Mà đến khi mà nhìn kiểu như là cảm giác cái máy quay nó ở đây mà người run bần bật lên mà không thoại ra câu luôn, không thoại ra lời luôn, tại vì lúc đấy mình đã được học gì đâu. Và cái cảm giác đấy, cái cảm giác lần đầu tiên đứng trước ống kính đến bây giờ Hưng vẫn còn nhớ. Khi mà Hưng tốt nghiệp cái khóa diễn viên truyền hình khóa 2 của VFC tổ chức ấy, thì trong cái thời gian học 3 tháng đấy thì cũng có được tiếp xúc với máy ảnh, với kịch bản, với nhân vật, cho đến khi mà đến cái vai đầu tiên là Để cho mọi người được lên TV thì là trong cái phim Chạy án 2. Thì đợt đấy là vẫn chưa vào trường. Vẫn chưa vào trường, Hưng nhớ là Hưng với cả Việt Bắc được đóng hai vai kiểu là gọi là cướp thôi, nhưng mà cướp là đóng là vai cũng có thoại, có thoại. Đúng thì khi mà làm cái đấy thì kiểu mới mà. Khi mà mình được nhận một cái vai nó rất là vui, nhưng mà lúc đấy là đang đợi kết quả của trường sân khấu điện ảnh. Thì trong khi đang làm vai đấy thì được tin là cả hai thằng cùng đỗ vào trường sân khấu điện ảnh, là Việt Bắc với cả Mạnh Hưng là về sau này là học cùng lớp với nhau. Dạ. Cái vai diễn đấy là cái vai diễn đầu tiên ở trong cái phim Chạy án 2. Nó chỉ là cái vai diễn ngắn ngắn, nó có khoảng độ 5-10 phân đoạn gì đấy, nhưng mà nó cũng là một cái tiền đề để cho mình cố gắng sau này. Nó thứ nhất là nó thôi thúc mình là thì có lẽ là mình cũng có duyên với cả nghề diễn thì mình mới được làm như thế. Thế nó cũng là thôi thúc đến khi mà vào trong trường rồi. Hồi đấy, ngày đấy vừa được đi diễn xong rồi, vừa đỗ trường sân khấu điện ảnh, nó vui và nó hạnh phúc. Đấy, thế nên là đến lúc mà sau này ra trường thì cứ trong tất cả các vai diễn thì đều cố gắng. Có lẽ là cũng vì sự cố gắng đấy của anh Hưng mà khán giả luôn không bao giờ bị nhàm chán
với hình ảnh của anh ở trên màn ảnh. Tuy là với một số bộ phim thì anh vẫn vào những vai gọi cho là phản diện đi, và vai không tốt và vai có tính cách này kia, thế nhưng ở nhân vật phản diện này với nhân vật phản diện kia, Hà Đan là một khán giả truyền hình thì vẫn nhìn thấy sự khác nhau. Có thể thấy là anh là người rất đầu tư và nghiên cứu kỹ từng vai diễn của mình. Vậy thì trong suốt một quá trình mà anh làm rất nhiều phim và hóa thân nhiều dạng vai diễn, làm việc với nhiều ekip, nhiều đạo diễn như vậy, thì đối với anh kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất? Mỗi một phim thì có rất là nhiều kỷ niệm. Đi phim là những kỷ niệm đáng nhớ rồi. Còn nếu mà nói về cụ thể thì có nhiều lắm, có nhiều lắm. Kỷ niệm vui đi. Kỷ niệm vui thì cái phim gần nhất đi. Dạ. Cái phim gần nhất thì cái Hướng Dương Ngược Nắng phải không? Hướng Dương Ngược Nắng. Dạ. Thì cái phim đấy cũng là một cái vai nó ấn tượng, và nó cũng tuy là nó nhỏ nhưng mà khi mà làm việc với cả ekip, làm việc với cả bạn diễn là chị Vân Dung ấy, thì hai chị em có rất nhiều kỷ niệm với nhau, rồi kỷ niệm với đoàn. Khi mà Hưng hóa trang lên thành cái nhân vật Hải Bóng đấy, thì mỗi lần xuất hiện trước mặt chị Dung là chị cười, chị bảo Hưng ơi, sao tao cứ nhìn thấy mày là tao không thể nhịn được cười. Mày mà tao đóng với mày bình thường thì lúc mà chưa hóa trang thì nó rất là bình thường, nhưng đến lúc hóa trang mà mày trông như con gì ấy. Thế mà như đúng thật là khi mà lúc mà diễn với nhau có những cái lúc mà hai chị em không nhịn được cười, thế là cứ cười xong thì rồi mới diễn được. Thậm chí Hà Đan là một cũng là một fan và là một người theo dõi bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng rất là kỹ, không bỏ sót một tập nào. Thì Hà Đan thậm chí còn phải thừa nhận là đôi khi bây giờ nhìn anh Hưng, Hà Đan vẫn thấy hiện lên ngay trong đầu là choker, là khuyên tai, là móng tay, rồi là những bộ áo vest rất là sặc sỡ, sắc màu nữa. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà đến với Vi Vu Cùng Sao, anh không có tạo hình như Hải Bóng 7 ở trong phim. Anh chỉ là một diễn viên Mạnh Hưng với phong cách rất là men, rất là đàn ông và cũng rất là nhẹ nhàng lịch thiệp như thế này. Để mà hoàn thành và làm rất tròn vai Hải Bóng này thì anh có mất nhiều thời gian lắm không để nghiên cứu những người mà có tính cách tương tự ạ? Có, cũng mất nhiều thời gian thì không mất, nhưng mà mình phải đo lại cái diễn của mình. Ví dụ như là cậu là một ca sĩ nhưng mà ở vùng nông thôn, nhẹ nhất là ở trong cái miền trong là miền kiểu dạng ca sĩ kiểu ca sĩ, loa kéo loa kéo các thứ đấy. Thì cái tính cách nhân vật thì là do mình tạo ra thôi. Cậu này cậu không phải là bóng, cậu là vẫn thích đàn bà mà cậu ấy vẫn đi cặp kè với các chị mà, nhưng mà kiểu như là cái tính cách của cái nhân vật này là mình tự tạo ra là cho nó điệu thôi. Về cái dòng nhạc xến chẳng hạn, kiểu đấy, chung cho nó điệu thì mình phải đo được là đừng quá lên ấy, thì khi mà lên phim ấy thì trông nó sẽ bị lố, mà nhẹ quá ấy, thì nó lại không ra được cái tính cách và cái điệu bộ mình muốn làm một anh ca sĩ đỏm dáng như thế. Thế nên là mình phải căn và khi mình căn được cái mức độ diễn xuất như thế rồi, cho nó nhẹ nhàng đấy, vừa đủ để cho khán giả xem không bị quá và cũng không bị nhạt nhòa quá ấy, thì mình phải giữ được cái tông diễn đấy trong suốt một cái bộ phim đấy, mà có phải là được quay liền đâu. Phải quay cách ngày, nếu quay liền ấy thì hàng ngày được quay ấy, thì mình sẽ giữ nó dễ hơn. Nhưng mà bây giờ ví dụ cách khoảng một tuần, cách khoảng một tháng mình mới quay lại ấy, thì mình lại phải ngồi mình đo lại cái cách diễn của mình, xem làm sao cho nó phù hợp với cả cái nhân vật đấy. Cũng giống như là việc nấu ăn đúng không ạ? Chúng đúng ta rồi, phải vậy. Nêm nếm gia đúng, vị đúng, 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 một đúng. Chút mặn, một chút ngọt, sao nó thật là vừa phải, và cái món ăn đó nó phải giữ được hương vị đó từ ngày này qua ngày khác, cũng như là từ tập này qua tập đúng khác rồi. Đúng một màu diễn đấy không được thay đổi phải không ạ? Nó là cái giác co diễn ấy. Vâng, Hà Đan thấy là chưa một cảnh nào dù là nhỏ anh làm cho khán giả cảm thấy là ồ người này đang diễn cả. Mà chính là em luôn cảm giác như là ồ anh này không phải đang diễn, mà chính anh ấy là Hải Bóng 7, hay chính anh ấy là những nhân vật khác, chính anh ấy đang làm như vậy. Có thể nói là anh đã hóa thân vào rất nhiều vai diễn ở những tính cách khác nhau. Vậy thì trong tương lai anh có mong muốn rằng là mình sẽ nhận được một vai diễn có tính cách hay có số phận như thế nào không ạ? Thực ra mong muốn thì nó khó lắm. Còn bản thân Hưng thì Hưng khi mà Hưng đã là một người diễn viên ấy, thì đối với mỗi một vai diễn nó đều là một cái thử thách cho mình, làm sao mình phải hoàn thành tốt cái vai diễn đấy, làm sao để khán giả đón nhận cái vai diễn đấy. Còn nếu mà muốn chọn tính cách thì ở ngoài cuộc sống này, phim nó phản ánh cuộc sống mà, thì nó có vô vàn những cái tính cách khác nhau,
Thế nên là Hưng cũng hy vọng là sau này nếu mà nhận được những cái tính cách mà nó lạ và nó như nào nhỉ? Nó lạ, nó xù xì, nó gai góc. Hưng rất muốn làm những cái vai gai góc xù xì và những cái vai mà ít người làm. Ít người làm thì nó sẽ có nhiều đất diễn và có nhiều cái sự sáng tạo của mình ở trong nhân vật hơn. Hà Đan cũng rất hy vọng rằng trong thời gian tới khán giả sẽ được theo dõi những bộ phim mới với những vai diễn mới của anh Hưng, mà tại đó họ sẽ được thấy một diễn viên Mạnh Hưng hoàn toàn khác, một diễn viên Mạnh Hưng với những cái số phận hay là gai góc như là anh Hưng vừa nói. Em cũng không biết là ở bên ngoài anh Hưng có cuộc sống như thế nào, liệu số phận của anh hay cuộc sống bình thường của anh có vui vẻ như những gì khán giả vừa thấy hay không, hay là cũng có một phần gai góc xù xì nào đó mà chúng ta chưa biết. Vậy thì để khám phá nhiều hơn về cuộc sống hay là về đời tư của diễn viên Mạnh Hưng, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình Vivu cùng sao nhé. Vinif với nguyên liệu an toàn thuần tự nhiên được chiết xuất từ công nghệ tiên tiến của Đức đã cung cấp cho cơ thể khoảng 160 dưỡng chất cần thiết, là một giải pháp sức khỏe toàn diện, điều lý bệnh tận gốc trong dòng sản phẩm sức khỏe cho tế bào. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Vivu cùng sao. Quý vị thân mến, ở trong phần 2 này thì những ngôi sao, những vị khách mời đặc biệt của chương trình sẽ được thư giãn một chút với những trò chơi của chương trình, và qua đây chúng ta sẽ cùng làm quen với nhau hơn và hiểu nhau nhiều hơn, đặc biệt là về những chuyện đời sống rất bình thường của anh Mạnh Hưng, được không ạ? Được. Và trò chơi ngày hôm nay rất đơn giản như sau. Trên tay Hà Đan lúc này là tên của rất nhiều những loại động vật khác nhau, và bạn Khánh Đan là sứ giả của chương trình sẽ có nhiệm vụ là diễn tả lại bằng cơ thể những con động vật đó để làm cách nào anh Hưng có thể hiểu được là chương trình đang muốn nhắc đến loài động vật nào. Với mỗi câu trả lời đúng thì chương trình sẽ có một phần quà nhỏ nhỏ dành cho anh. Và với những câu trả lời chưa chính xác thì trên tay Hà Đan còn có rất nhiều những câu hỏi khác. Những câu hỏi này thì có câu hỏi rất là đơn giản, nhưng mà cũng có câu hỏi và có một số thử thách cũng rất là khoai. Mà nhiều ngôi sao, nhiều khách mời khi đến với chương trình thì cũng là vã mồ hôi đấy ạ. Và nhiệm vụ của anh Hưng sẽ là sẽ phải trả lời được những câu hỏi trên tay Hà Đan một cách cởi mở nhất, thoải mái nhất. Anh Hưng đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Còn Khánh Đan thì sao? Em rất sẵn sàng rồi ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu phần 2 của Vi Vu cùng sao. Con vật đầu tiên ạ. Con không biết đây là con gì luôn. Ăn cỏ thì nó là nhiều con lắm. Nào cố gắng lên, chúng ta chỉ có 30 giây về mỗi bức tranh thôi. Thôi chịu rồi, chịu. Chịu rồi. Ăn cỏ thì có rất là nhiều con. Hà Đan ước gì mình được giúp Khánh Đan một tay thì tôi sẽ trả lời, tôi sẽ thêm. Anh Hưng có thể đoán ra không ạ? À, bữa có. Đó là con gì anh? Dê. Con dê. Và dù sao đi chăng nữa, dù với một cặp sừng này và dâu này thì Hà Đan nghĩ rằng sừng là có nhiều con, có sừng ấy nhá. Nhưng mà thêm dâu là con dê đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, với bức tranh, với con vật đầu tiên anh Hưng đã không trả lời đúng. Và trên tay Hà Đan lúc này là có rất nhiều câu hỏi này và thử thách dành cho anh. Mong rằng là anh Hưng sẽ mát tay chọn được câu hỏi thật là dễ thôi để chúng ta có một cái khởi đầu nhẹ nhàng. Mời anh ạ. Nào, đây. Tự đọc à? Vâng vâng. Ôi. Anh tự đón nhận luôn. Anh hãy chia sẻ về cú sốc lớn nhất của anh từ trước đến nay. Thế như lúc đấy có chia sẻ rồi đây. Cú sốc lớn nhất là khi mà trượt đại học đấy. Trượt đại học lần đầu tiên đấy. Lúc đấy buồn. Sốc anh đã buồn sốc, như buồn, thế nào? Buồn hàng tuần ấy. Tại vì bản thân anh thì anh ít khi buồn chuyện gì phải hàng tuần đó. Chỉ vài ngày thôi là xong. Nhưng mà đợt đấy đúng là buồn nhiều. Nếu mà tại vì mình thi trượt đại học thì có thể là khả năng mình sẽ phải về quê để mình làm. Mình sẽ phải về quê mình làm. Còn nếu mà đỗ thì mình sẽ ở lại thành phố. Nhưng mà... Anh buồn hàng tuần, anh buồn đến mức độ như thế nào anh? Hàng ngày anh chỉ... Có loanh quanh ở trong nhà thôi. Loanh quanh ở trong nhà chả đi đâu cả. Và thế là nghĩ là thôi lại mất. Nếu mà sang năm mà thi lại thì mất 1 năm, 12 tháng nằm đợi. Thì nó lâu quá.
Nhưng mà sau về cuộc, vì cuộc sống thì nó cứ vãng đi, nó cứ trôi rồi đến cuối cùng cũng đến năm sau. Nên là đấy là sốc, đấy là cũng buồn ấy. Mà đợt đấy là kiểu như mình thích nó quá, mình tâm huyết quá mình. Nhưng mà Hà Đan nghĩ rằng cái cú sốc đấy đôi khi nó lại làm cho mình trưởng thành hơn, thành công hơn đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với con vật tiếp theo nhé. Là mới không quay mặt đi được không ạ? Đã xong ạ. Ôi giời, lại tiếp tục liên quan đến lá cây. Con ong. Con ong. Dạ vâng, đó chính là con ong thôi. Chúng ta nhanh chóng đến với con vật tiếp theo. Con này khó, con này khó. Đã xong ạ, mời anh. Xem mà lần này có liên quan đến lá cây nữa không? Ôi lại lá cây. Anh Hưng mệnh mộc hay sao, ngày hôm nay nhiều lá cây quá anh ạ. Con gà. Con gà. Chúng ta chỉ có một lần duy nhất thôi, anh đã chắc chắn là con gà chưa? Chưa. Nào, anh còn 5 giây. Cố lên, hai người cố gắng tiếp tục đi. Tả lại đi. Cố gắng tiếp tục đi ạ. Thôi 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Thật ra em nghĩ là lần này có đến thêm 100 giây nữa thì... Chịu. Hà Đan rất dễ dàng đoán được biểu cảm của anh Hưng. Đấy là chịu. Và đáp án của chúng tôi là con cào cào. À ui dồi ôi, con cào cào mà tả thế thì làm sao mà biết được. Nếu mà cho anh biểu diễn tả lại con cào cào anh sẽ làm nào? Cào cào nó phải nhảy nhỉ, nó phải bật như này. Đấy, nó phải bật, nó bám hàng rào này. À đấy, với những gì mà anh Hưng vừa diễn đạt thì Hà Đan có thể nghĩ là nhanh chóng tôi đã đoán ra đây con ếch. Con ếch nó lại khác nhé. Vâng, không nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì với một đáp án sai. Dạ mời anh. Mời chú ếch. Mời chú ếch Nguyễn Mạnh Hưng. Nụ hôn đầu đời của anh ở đâu? Wow. Nụ hôn đầu đời. Ở nhà. Ở nhà luôn. Vẫn nhớ là mà nụ hôn đầu đời là ở nhà, mà là khi mà ra ngoài đi học cơ. Hồi đấy là có yêu một bạn. Thế là hồi đấy trẻ con lắm, có biết gì đâu. Thế là bạn ấy sang nhà chơi. Anh ơi, em ngắt lời một chút. Ừ. Thế là lớp mấy đấy hả anh? Lớp 13. À, là sinh viên năm nhất. Ờ. Dạ. Lớp 13. Thì nhưng mà có biết gì đâu. Không biết anh gì. Anh Hưng không biết gì mà đại học vẫn ngây thơ. Ở quê không biết gì mà đi ra ngoài này học cũng không biết gì, hiền lắm, ngày xưa dạ. Hiền lắm, lành lắm, không như bây giờ đâu. Dạ. Thế là xong bạn ấy sang nhà mà bạn ấy còn chủ động cơ. Ừ. Đấy. Ở nhà. Chúng ta sẽ cùng đến với con vật tiếp theo ạ. Ừ. Xong chưa? Xong rồi ạ, mời anh. Phải tả cả bằng hình thể nhé, đừng tả bằng tay không. Ừ. Cố gắng vận dụng hết khả năng. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ, vâng, hoàn toàn chính xác. Em thấy ca là hình như rất dễ dàng đối với anh đúng không ạ? Và dễ quá thì chúng ta không sẽ nhanh. Không khác gì đuổi hình bắt chữ luôn. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến với con vật tiếp theo. Con này Hà Đan nghĩ là sẽ rất là khó để thể hiện đây. Không biết đối với sứ giả của chương trình thì sao? Em cảm thấy là đằng nào thì nó cũng sẽ không đoán được thôi ạ. Đằng nào? Cứ tả đi. Đằng nào anh không đoán được rồi mời anh. Phải tả cả bằng hình thể, cả tay chân, tay người ngợm. Cố lên. Nhảy. Mỗi thế thôi. Cố gắng lên, cả hình thể nữa. Em hãy cố gắng để mô tả cho anh ấy hiểu. Ôi lần này không liên quan đến lá nữa rồi này. Con vật gì nó không liên quan đến lá. Em xin gợi ý ạ. Gợi ý của chương trình là bạn ấy đã miêu tả như thế đấy ạ. Anh Hưng ơi, cố lên. Chúng ta còn 10 giây. 10. 9. Sư tử biển. Sư tử biển. Và đây là một đáp án không chính xác. Ôi dồi. Con rồng. Ôi, em thấy Khánh Đan biểu cảm cũng dễ hiểu đấy chưa ạ? Lượn lượn như này nhưng mà lại ở trên trời. Đúng không ạ? Thì không thể nào nó là biển được, nếu mà biển thì... Biển như này, tưởng là đang bơi. Vâng. Và với đáp án là sư tử biển thì chú sư tử biển này đã đem đến cho anh Hưng một câu hỏi. Mời anh. Nếu anh không phải là diễn viên thì anh sẽ làm gì? Thì cũng như lúc đầu Hưng chia sẻ với chương trình, nếu không phải là diễn viên thì Hưng sẽ là một kỹ thuật viên máy tính.
và có thể là kinh doanh. Vậy không biết là hiện nay khi mà anh vẫn đang theo đuổi niềm đam mê của mình là diễn viên thì bên cạnh đấy anh có song song làm một công việc gì khác nữa không ạ? Trước dịch thì Hưng có một cửa hàng ở quê nhà là Bắc Giang, thì nhưng mà xong bắt đầu dịch là Hưng nghỉ rồi. Và sắp tới có thể là Hưng cũng sẽ làm lại. Con vật tiếp theo ạ. Con vật tiếp theo. Xong chưa? Xong ạ, mời anh. Bay. Bay. Con vật tiếp theo. Ôi, rất dễ, dễ lắm rồi. 5. Cú. 4. Nào anh. Anh đây đã phải là câu trả lời cuối cùng của anh chưa ạ? Chưa. Anh còn một cơ hội nữa. Dễ, dễ lắm rồi. 5. 4. Nào trong khi anh ý đang suy nghĩ, em hãy cố gắng lên, cố gắng lên. Tả lại cái phần bên trên này. 5. 4. 3. 2. 1. Hết giờ mất rồi anh Hưng ơi. Khánh Đan ơi, cầm giúp chị. Anh ơi, anh có bao giờ xem phim hoạt hình không ạ? Chịu. Thế giờ này chịu rồi. Anh có biết nhân vật Người Rơi không anh? Ôi giời, Batman không anh? Và Người Rơi đấy đây, chúng em ý muốn nói đến con rơi đấy ạ. Có cánh. Thôi, để trả lời khán giả cho nó vui vậy. Thôi đừng bắt đoán nữa, đưa hết để trả lời. Không, anh muốn trả lời hết cũng không được, anh phải trả lời từ từ. Bây giờ anh chỉ được trả lời một câu thôi. Mời anh. Hãy gọi điện cho một đồng nghiệp để mời cưới. Gọi điện cho đồng nghiệp để mời cưới thì thật ra không ai tin đâu. Không, em nghĩ là có thể họ không tin nhưng mà họ vẫn bất ngờ. Biết đâu. Ví dụ như Hà Đan cũng là một người đồng nghiệp với anh, được đi làm phim với anh cũng khá khá nhiều dự án rồi. Bây giờ mà được anh Hưng mời cưới thì em tin ngay anh ạ. Anh sẽ gọi cho ai ạ? Anh sẽ gọi cho... Đây có phải là một anh chị diễn viên nào đó đúng mà rồi, các khán giả cũng đã biết mặt không ạ? Đúng rồi. Là ai thế ạ? Diễm Hương. Chị Diễm Hương. Là chị Diễm Hương là diễn viên của nhà hát kịch Hà Nội đúng không đúng ạ? Đúng rồi. Đây nha. Hồi hộp quá quý vị ơi. Không biết cuộc điện thoại này sẽ mang đến cho chúng ta tình huống gì. Anh cho loa ngoài to hết cỡ đúng không ạ? Ơi. Đang ở đâu đấy? Ở nhà. Thế à? Này. Ơi. Bây giờ anh mời mày cưới thì mày nghĩ sao? Thật á? Như nào? Đấy, anh mời mày cưới thì cảm xúc của mày thế nào? Hả? Cảm xúc của mày thế nào? Vui. À quá vui. Là vui luôn. À quá là vui ạ. À? Ừ, mừng hẳn 2 triệu nhá. Ok. Rồi, biết thế nhá. Như nào? Kể đi. Không, để tí nữa xong đây, để khoảng 3 phút anh điện lại cho. Anh không ngờ đây là một kết quả mà anh có đoán được trước không ạ? Anh không nghĩ là nó tin. Có những cái thứ mà mình không lường đến mà đôi khi nó lại vẫn xảy ra đúng không ạ? Ừ. Cũng giống như là có thể là mai mốt anh Hưng lại cưới ra ai thật thì sao đúng không? Ừ, cũng có thể. Đấy, một người bạn đồng nghiệp đấy. Và chị Hương và anh Hưng có phải là những người đồng nghiệp thân thiết ở đúng rồi. Nhà hát không ạ? Hương là người đồng nghiệp thân thiết và là người em của Hưng từ ngày xưa, khi mà hai anh em còn học cùng nhau ấy, chơi với nhau đến tận bây giờ có độ 2-3 bạn nữa học cùng lớp mà chơi với nhau đến tận bây giờ rất là thân. Và bây giờ thì anh đã sẵn sàng để đến với con vật tiếp theo chưa? Dạ xong rồi ạ, xin mời anh. Con mèo. Chính xác. Và với đáp án chính xác này và rất nhiều những đáp án chính xác khác ở trong phần chơi này thì thay cho lời cảm ơn của chương trình Vivo Cùng Sao với anh Hưng thì chúng tôi có những món quà nhỏ nhỏ dành tặng cho anh ạ. Và mời sứ giả Khánh An, chúng ta sẽ cùng lấy quà ra để tặng cho anh Hưng đúng không? Yến xào Thọ An với tiêu chí theo đuổi giá trị thương hiệu yến thật từ thiên nhiên. Thọ An Nest đã thiết kế mô hình sản xuất, trưng bày, chế biến yến xào chất lượng ngay tại cửa hàng. Và Hà Đan hy vọng rằng là với những phần trò chơi này hay là những
trải nghiệm ngày hôm nay mà anh Hưng đã đến với chương trình Vivo Cùng Sao thì anh Hưng cũng đã có thêm những khoảng thời gian vui vẻ, và đây cũng là một dịp để anh có thể được bộc bạch những suy nghĩ và những câu chuyện của mình với khán giả. Và một lần nữa cảm ơn anh Hưng rất nhiều vì hôm nay anh đã nhận lời mời tham gia chương trình Vivo Cùng Sao, và chúng tôi có những món quà nhỏ nhỏ dành tặng cho anh. Chúc anh Hưng sẽ ngày một thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình, và sẽ sớm tìm được nửa kia để bố mẹ không phải cứ 3 ngày gọi điện dục một lần nữa anh nhá. Cảm ơn những lời chúc của Hà Đan, và cảm ơn chương trình Vivo Cùng Sao. Hôm nay Hưng đã đến đây và tâm sự và trải lòng một chút với các bạn. Hy vọng các bạn cảm thấy vui vẻ và luôn ủng hộ chương trình Vivo Cùng Sao. Quý vị thân mến, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những hành trình Vivo Cùng Sao với rất nhiều những vị khách mời đặc biệt. Còn thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Tạm biệt!